đó, xa xa ở đằng kia để phóng to cho mọi người xem này. Đây là cái chia sẻ để ủng hộ Phượng nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và luôn đồng hành cùng Phượng. Bây giờ Phượng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn vào những video tiếp theo.